Meccano, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chặn quốc lộ 51 đua xe bạc mạng, tạm giữ 10 xe mô tô độ chế. Bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê ở Tiền Giang, khởi tố 4 bị can. Hai cơn mưa trái mùa làm chết 14 tấn cá trên kênh Diêu Lộc Thị Nghè. Đang quét rác, nữ công nhân bị nam thanh niên dùng gạch tấn công đến chết. Khởi tố bắt tạm giam 9 bị can chôn sống một nam thanh niên. Xe cứu hỏa va chạm với ô tô, lao vào trạm xăng, 7 người bị thương. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 5 tháng 4. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Chỉ sau hai cơn mưa trái mùa xảy ra trong ngày 2 và ngày 4 tháng 4, hàng loạt cá trên kênh Diêu Lộc Thị Nghè của thành phố Hồ Chí Minh nằm phơi bụng. Số lượng cá chết thống kê được khoảng 14 tấn và đến trưa ngày 5 tháng 4, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục vớt cá chết trên kênh. Theo đại diện công ty, số cá vớt được trong 2 ngày 3 và 4 tháng 4 khoảng 8 tấn, chủ yếu là cá rô phi, chép. Sau đó, số cá chết vớt được ước khoảng 6 tấn nữa. Theo ghi nhận, vào ngày 4 tháng 4, cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Đặc biệt, từ đoạn cầu Lê Văn Sĩ, quận 3, hướng về cầu số 1, quận Tân Bình, cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá chép kèm theo rác thải bốc mùi hôi nồng nặc. Bà Võ Thị Mộng Thu, chi cục trưởng chi cục thủy sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau những cơn mưa, lượng rác từ các cống, kênh nhánh trôi ra khiến mặt nước bị che phủ, lượng dưỡng khí cần cho cá bị thấp xuống là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. Về kế hoạch tỉa thưa đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè để giảm mật độ đàn cá, tránh hiện tượng cá chết do không gian sống chật hẹp, thiếu dưỡng khí, bà Thu cho biết năm 2019 cơ quan chức năng đã thực hiện việc này. Tại Đồng Nai, liên quan đến những hành vi gây nhiều bức xúc, chặn quốc lộ 51 đua xe bạc mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đồng Nai cho biết vừa xử lý vụ việc tạm giữ 10 xe mô tô độ chế. Trước đó, rạng sáng ngày 3 tháng 4, một số thanh thiếu niên tụ tập dàn hàng ngang trên quốc lộ 51, đoạn giáp ranh xã Long Phước và xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để đua xe trái phép. Hàng chục thanh thiếu niên tụ tập tại hiện trường để cổ vũ theo dõi, khiến giao thông trên quốc lộ 51 bị ùn tắc. Phòng Cảnh sát Giao thông Đồng Nai phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đến hiện trường để ngăn chặn xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, các quái xế đã giải tán. Sau đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành tiến hành xác minh truy bắt nhóm quái xế trên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay ngày 5 tháng 4, một vụ tai nạn xảy ra trên đường ray xe lửa đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Hậu quả một phụ nữ bị cán đứt lìa hai chân, sau đó tử vong ở bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 4, xe lửa đang chạy hướng quận Gò Vấp đi thành phố Thủ Đức. Khi đến điểm giao với đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức đã tông trúng một phụ nữ khoảng 50 tuổi bất ngờ băng ngang đường ray. Người phụ nữ bị xe lửa cán đứt lìa hai chân được các nhân viên y tế cấp cứu và đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 14 giờ cùng ngày, đại diện bệnh viện thành phố Thủ Đức xác nhận người phụ nữ bị tai nạn đã tử vong. Sau vụ va chạm, đoàn tàu dừng lại khoảng 25 phút và tiếp tục lộ trình sau khi hiện trường được giải quyết. Đường dây buôn lậu xì gà quy mô lớn do nam tiếp viên hàng không cầm đầu vừa bị phát hiện. Chiều ngày 5 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về chuyên án buôn lậu này. Đường dây được điều hành bởi nghi phạm Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1978, ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, là tiếp viên hãng hàng không Bamboo Airways. Nhà chức trách đã khám xét chỗ ở của Nguyễn Hải Sơn tại chung cư trên đường Bồ Đề, quận Long Biên, tại một căn nhà ở Yên Phụ, một nơi khác ở phố Lý Nam Đế, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng ngàn điếu xì gà với các mẫu mã, thương hiệu khác nhau. Một thông tin thu hút sự chú ý của nhiều người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chấp nhận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong trên giải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao quận Đống Đa, Cầu Giấy thông tin công khai, rộng rãi về công tác di dời, trồng thay thế cây bóng mát để nhân dân biết, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện. Hơn 260 cây phong trồng trên hai tuyến đường của Hà Nội do một công ty tặng và được trồng thử nghiệm từ năm 2018. Tuy nhiên, theo rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội, cây phong trồng thử nghiệm trên giải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng sinh trưởng phát triển kém. Trước đó, hàng cây phong lá đỏ từng được kỳ vọng biến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Duy Hưng thành tuyến đường đẹp lãng mạn ở thủ đô.
Cây sẽ thay lá vào mùa đông và sinh trưởng tốt vào mùa hè. Tuy nhiên đến nay những cây này vẫn khẳng khiu, khô héo. Tiếp theo là những hình ảnh thu hút chú ý của nhiều người. Huấn luyện viên Park Hang-seo được tiêm vaccine phòng Covid-19. Nằm trong kế hoạch, sáng ngày 5 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo và 22 thành viên khác của đội tuyển quốc gia bóng đá nam đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Trước đó, để tạo điều kiện cho các đội tuyển thể thao quốc gia đi làm nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới, chính phủ đã cho phép tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ của các đội tuyển thể thao quốc gia. Từ ngày 30 tháng 3 đến nay, mỗi ngày có trung bình 20 người được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Liên quan đến vụ nam thanh niên bị chôn sống gây xôn xao dư luận, hôm nay Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo thông tin ban đầu, do bực tức vì nam thanh niên thuê xe máy không trả, Nguyễn Trọng Dương chỉ đạo đàn em bắt, đánh đập rồi chôn sống một nam thanh niên. Ngoài những bị can khởi tố, liên quan đến vụ án còn 5 thanh niên trong nhóm do còn nhỏ tuổi nên đang tiếp tục đấu tranh xử lý về các hành vi khác. Theo điều tra ban đầu, NQV 17 tuổi, ngụ trấn Xuân An, huyện Xuân Nghi, Hà Tĩnh, thuê xe máy của Nguyễn Trọng Dương nhưng sau đó không trả. Bực tức vì không đòi được xe, Dương chỉ đạo đàn em truy tìm V. Ngày 24 tháng 3, nhóm này bắt gặp V đang ở thành phố Vinh nên giữ lại rồi lột quần áo hành hung. Cả nhóm sau đó dẫn V sang bãi đất trống ở bờ sông Lam thuộc địa phận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh rồi đánh đập. Nhóm này còn đào hố, lấy bao tải trùm đầu V rồi đẩy xuống hố lấp đất bất chấp lời van xin của nạn nhân. Một lúc sau, V được kéo lên đưa ra sông tắm rửa. Ngày 26 tháng 3, đoạn video về vụ việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Tại Tiền Giang, liên quan đến một băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, Công an tỉnh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 4 người bị bắt gồm Ngô Thị Kim Cương, biệt danh Cô Mười, 58 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, Trần Minh Sơn, 64 tuổi, Nguyễn Đức Thành, biệt danh Nhất Hùng, 35 tuổi, Nguyễn Quốc Khánh, 37 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Công Tây. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý 8 người liên quan. Theo cơ quan công an, sau thời gian dài tổ chức trinh sát, củng cố tài liệu, chứng cứ, lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 3, gần 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhóm người có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản ở huyện Gò Công Tây. Nhóm này do bà Cương cùng chồng là Sơn và Thành cầm đầu thực hiện. Cũng tại Tiền Giang, Công an tỉnh vừa bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang bán dâm tại một cơ sở massage ở huyện Châu Thành. Theo thông tin ban đầu, đêm qua các trinh sát hình sự của Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành kiểm tra cơ sở massage Vọng Cát ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 3 phòng của cơ sở có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Một vụ án chấn động dư luận tại Hà Nội, một nghi phạm đã dùng gạch đập chết nữ lao công. Theo đó, Lê Như Toàn có tiền sử bệnh tâm thần. Khi thấy nữ lao công đang đẩy xe chở rác trên đường, Toàn nhặt một viên gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sáng ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang tạm giữ nghi phạm Lê Như Toàn, 30 tuổi, trú tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi giết người. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một nam thanh niên bị đánh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la ó và thấy một nhóm người trước một quán ăn trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Sau đó một nam thanh niên hơn 20 tuổi chạy đến đường Miếu Bình Đông thì bị người trong nhóm trên đánh. Sau khi đánh nạn nhân, nhóm người trên rời đi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Vụ việc đáng lo, liên tiếp phát hiện tài xế dương tính ma túy với những lời biện minh do bạn mời cả nể. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đội 2 cho biết, đơn vị vừa phát hiện hai tài xế dương tính ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Một tài xế khai nhận đi dự sinh nhật bạn tại Vân Đồn, Quảng Ninh và đã sử dụng ma túy khi bạn mời do cả nể và nhận thức về pháp luật hạn chế. Trong khi đó, một tài khác khai khi về Hải Phòng chơi với bạn đã đi quán bar và có sử dụng ma túy kẹo ke do bạn mời. Hình ảnh thoát tim ghi nhận tại Đồng Nai.
Khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 4, người dân phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi đi bộ trên cầu Đồng Nai, thành phố Biên Hòa. Sau ít phút nói cười một mình, người này trèo qua lan can cầu, một tay bám thành cầu sắp rơi xuống sông Đồng Nai. Phát hiện sự việc, người dân đã cố gắng tiếp cận và trấn an người đàn ông này. Trong lúc người đàn ông định nhảy cầu mà nói chuyện, người dân nhanh chóng chạy lại gần ôm lấy. Mặc cho sự vùng vẫy của người đàn ông, người dân đã cùng nhau khống chế, đưa người này ra khỏi thành cầu, bàn giao cho lực lượng công an địa phương. Chuyển sang những tin tức thế giới, sau vụ việc tàu Ever Given mắc cạn khiến kênh đào Suez tắc nghẽn thu hút cả thế giới, nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập bất ngờ bị đổ lỗi dù cô đang ở cách xa hàng trăm cây số lúc xảy ra sự cố. Cô Mawa Enseleda, 29 tuổi, là nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập, đang làm việc trên tàu Aida 4. Vào thời điểm siêu tàu Ever Given mắc cạn, cô Enseleda đang ở gần thành phố Alexandria, cách địa điểm xảy ra sự cố hơn 320 km. Cô Enseleda cho biết, gần đây đã đọc được một số tin đồn nói cô là nguyên nhân khiến tàu Ever Given mắc cạn. Dù cuộc điều tra về nguyên nhân sự cố vẫn đang được tiến hành, song một điều chắc chắn là nữ thuyền trưởng Enseleda không hề liên quan. Lời đồn về cô lan truyền nhanh chóng trên mạng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi chúng đi kèm với ảnh chụp các tiêu đề tin giả. Xe ô tô và cứu hỏa va chạm, lao vào trạm xăng. Theo hình ảnh ghi nhận, tại thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ, khi đang lưu thông trên đường, xe cứu hỏa bất ngờ bị một chiếc ô tô lao tới đâm ngang, khiến xe cứu hỏa mất lái, loạng choạng đâm thẳng vào trạm xăng. Vụ việc đã khiến 7 người bị thương. Còn tại Nga, bất chấp hỏa hoạn ở bệnh viện, bác sĩ vẫn phẫu thuật bắt cầu động mạch vành vốn rất căng thẳng. Cuộc phẫu thuật diễn ra từ trước không thể tạm ngừng và cần phải hoàn thành trước khi bệnh nhân và bác sĩ có thể đi sơ tán. Đại diện bệnh viện tuyên bố, ca phẫu thuật đã thành công, nam bệnh nhân vẫn còn yếu nhưng tình hình ổn định và được đưa sang một cơ sở y tế khác để tiếp tục điều trị. Đám cháy được xác định do trục trặc của hệ thống dây điện khiến 120 bệnh nhân và nhân viên y tế phải sơ tán. Hình ảnh ghi nhận những trận mưa lớn gây lũ quét, phá hủy nhiều ngôi nhà, mất điện diện rộng từ đảo Flores ở Indonesia đến Đông Timor. Riêng tại Indonesia, có ít nhất 55 người đã chết, khoảng 42 người khác đang mất tích. Còn ở Đông Timor, ít nhất 21 người cũng thiệt mạng. Một số thông tin dự báo thời tiết, cơn bão sắp tới có thể gây thêm mưa to và sóng lớn, nên người dân phải hết sức cảnh giác trong những ngày tới. Những hình ảnh hành tráng được ghi nhận tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Quốc gia này mới tổ chức một sự kiện chưa từng có, lễ diễu hành đưa xác ướp của các pharaoh quyền lực nhất về nơi an nghỉ mới. Theo ghi nhận, 22 xác ướp của các pharaoh và nữ hoàng Ai Cập cổ đại được di chuyển từ bảo tàng Ai Cập sang bảo tàng quốc gia các nền văn minh Ai Cập, cách đó khoảng 7 km. Với tên gọi lễ diễu hành vàng, buổi lễ diễn ra khoảng 40 phút và được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Các xác ướp được vận chuyển trên những cỗ xe đặc biệt, được trang trí theo phong cách Ai Cập cổ đại. Tại bảo tàng mới, 20 xác ướp sẽ được trưng bày và 2 xác ướp sẽ được cất giữ. Lễ diễu hành vàng là một trong những sự kiện nhằm khôi phục ngành du lịch của Ai Cập. Tiếp theo sau đây là thông tin thời tiết ngày và đêm ngày 5 tháng 4. Ở miền Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Ở khu vực miền Trung cũng cần lưu ý trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Thông tin cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá, người dân cần đề phòng. Từ nay đến ngày 6 tháng 4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên 24 giờ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khắc tóc dày, phủ tóc hói, VNPT tiên phong khắc lại tóc thừa.
Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng, và để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Meccano, dòng sản phẩm cao cấp.